Mặc dù bộ CD đội tuyển yêu cầu các trường đại học phải cung cấp thông tin đầy đủ về chi phí đào tạo và mức thu học phí trong đề án tuyển sinh, tuy nhiên, câu hỏi về học phí năm học này của các em học sinh vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. Ngay cả hiệu trưởng của các trường đại học, nơi các em đang theo học, cũng chưa thể cung cấp thông tin rõ ràng về mức học phí. Câu hỏi này làm phát sinh từ việc các trường đại học chưa công bố thông tin chi tiết về học phí. Thậm chí, dù có thông báo đề án tuyển sinh, nhưng thông tin về mức học phí cho khóa đào tạo mới vẫn là điều chưa được tiết lộ. Thực tế cho thấy, hầu hết các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh. Tuy nhiên, thời điểm và cách thức công bố có sự khác biệt. Một số trường đã công bố sớm, khoảng tháng 2, thường dưới dạng dự thảo. Từ tháng 3 đến thậm chí tháng 5, hầu hết các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh để chuẩn bị cho việc đăng ký dự tuyển và tuyển sinh sớm. Tuy nhiên, dù là dự thảo hoặc bản chính thức, hầu hết các trường đại học công lập vẫn chưa cung cấp thông tin rõ ràng về mức học phí cho khóa đào tạo mới. Thông tin về học phí từ các trường đại học công lập thường rất chung chung và mơ hồ. Thậm chí, một số trường có công bố thông tin học phí, nhưng có thể thực hiện theo quy định trong Nghị định số 81/2021/NDCP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, dẫn đến mức học phí của các trường, và thậm chí các chương trình khác nhau trong cùng một trường, có sự chênh lệch đáng kể. Các biến thể trong việc thực hiện Nghị định 81 này đã tạo ra sự không đồng nhất trong việc xác định mức học phí, và câu hỏi về học phí năm học này vẫn là một vấn đề đang đặt ra trong cộng đồng học sinh và phụ huynh.